Xin chào mọi người, hôm nay đang ở công trình thực tế tại Tân Túc, Bình Chánh, gần khu chợ Đệm. Chia sẻ và giới thiệu quý vị với các bạn đang lắp khung bộ dàn máy công nghiệp 1000 lít của tập đoàn Sơn Hà do nhà phân phối này cung cấp. Đây, hệ khung này được đặt trên mái ngói, mái tôn hơi dốc cho nên đang được các cái chân máy đều được là bắn vào mái tôn để cho nó an toàn. Thứ hai là bình bảo ôn ở đằng xa, quý vị thấy không? Cái bình bảo ôn đó thì không có sàn để, cho nên là chủ công trình thiết kế một bộ khung bằng kẽm, mua khung dàn giáo bằng kẽm á, 6 bộ khung như vậy nâng lên rất là tuyệt vời, 4 chân rất là chắc chắn, chéo đầy đủ luôn. Cái bộ dàn của Sơn Hà mình thấy là toàn bộ hệ thống chân đều là sơn tĩnh điện nên là chống bị oxy hóa, hạn chế việc ăn mòn rất là cao, rất là tốt. Đây là một điểm cộng cho sản phẩm này. Hệ thống thiết kế và các cái vị trí chờ của sản phẩm cũng nói chung là rất là tinh tế. Thì sản phẩm dàn công nghiệp này thường phục vụ cho các cái công ty chuyên về thi công cần nước nóng nhiều như là giày dép, may mặc. Thì những công trình mà muốn sử dụng nước nóng nhiều thì chúng ta có thể liên hệ đến xuất line của mình để được hỗ trợ tư vấn 094 5899 678, để được khảo sát và tư vấn báo giá trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những clip tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ.